Ghi nhận tiếp theo tại thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 6, Đảng ủy phường Long Toàn thành phố Bà Rịa tổ chức lễ ra mắt chi bộ doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ phường. Dự buổi lễ có lãnh đạo các ban đảng thành ủy, ban thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ phường Long Toàn và bí thư các chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, Đảng ủy phường Long Toàn thành phố Bà Rịa đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đảng viên các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn phường thành lập chi bộ doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ phường. Chi bộ có 16 đảng viên. Bà Trần Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, được chỉ định giữ chức vụ bí thư chi bộ. Phát biểu tại buổi lễ ra mắt chi bộ doanh nghiệp, lãnh đạo Đảng ủy phường Long Toàn đề nghị chi ủy chi bộ doanh nghiệp nghiên cứu điều lệ đảng, tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ theo quy định. Mong muốn từng đảng viên phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, phối hợp với các doanh nghiệp quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng hợp pháp cho người lao động. Tiếp tục phát hiện, giới thiệu và bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, xây dựng chi bộ doanh nghiệp trong sạch vững mạnh.